Anh em, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con Cú Phan anh em. Đấy, hôm nay thì mình sẽ vác vốn 2 lít anh em vào chơi cái con siêu xe anh em nhé. Đấy, thì khá lâu rồi cũng không làm clip về siêu xe anh em. Hôm nay mình sẽ vác 200 vào. Đấy, lại theo kiểu cách chơi của anh em, cứ hai con giữa hoặc hai con đầu với cuối anh em nhé. Cứ theo cầu mà bắt, đấy cầu mới thì cũng hên xui đó anh em. Cầu này cũng chưa chắc được đâu anh em ạ, hên xui thôi. Để xem như nào đó anh em. Rồi, ăn này. Ăn nhá, ăn nhá. Ấy anh em xem video nhớ để ý code anh em nhá. Mỗi video mình sẽ để cho anh em hai cái code trong video này, mình sẽ để ngẫu nhiên nhá. Đấy, anh em nào mà thấy thì nhớ nhập vào rồi để chơi nhá. Đấy cái con này thì mình đánh giá cũng khá ok anh em, khá ok cái con Cú Phan này, nó ok hơn rất là nhiều so với con T-Win với I-Win anh em. Bây giờ mới ra thì nó ok thế này nhưng mà không biết sau này như nào, nhưng thực sự bây giờ rất là ok anh em. Đấy, ăn tiếp này. Ăn tiếp hai phát nhá. Đấy, còn anh em nào mà xem nhớ like với comment Momo bên dưới để ngày mai mình sẽ quay random phát thẻ cào 20k cho một bạn may mắn nhất nhá. Đấy, còn phần quay random thì mình sẽ để sau video. Anh em nhớ xem hết video rồi xem mình quay random xem anh em nào trúng nhá. Ai trúng thì nhớ inbox mình nhá. Ai trúng thì nhớ inbox Zalo cho mình, số Zalo mình để cuối video luôn. Inbox để nhận thẻ cào 20k nhá. Còn anh em nào mà chưa tải game trải nghiệm thì anh em nhớ tải theo link của mình nhá. Ôi, ra siêu xe rồi anh em. Đấy, anh em tải theo link của mình thì anh em lấy đường link ở trong phần bình luận luôn nha anh em. Đấy, link mình dán ở trong mình ghi ở trên phần bình luận đấy. Còn bây giờ mình sẽ ra và chơi poker trên dưới vài tay rồi mình lại trở lại siêu xe anh em nhé. Đấy, mình chơi poker trên dưới vài tay cho nó lên chút ít rồi bắt siêu xe cho nó dễ anh em. Rồi bây giờ mình sẽ lên cho anh em một cái code nhá, trên góc trái màn hình này. Ok anh em nhá. Anh em nào mà chưa nhập code thì anh em có thể nhập để chơi nhá. Rồi. Đấy, lên một cụ rồi anh em, kìa nhanh chưa? Nãy 6 lít bây giờ lên một cụ rồi. Đấy, gắng lên tầm khoảng 2 cụ mình sẽ ra bắt cầu siêu xe tiếp anh em nhé. Đấy, siêu xe theo mình đánh giá siêu xe con này thì dễ ăn hơn so với là cái con T-Win với I-Win anh em. Đấy, khá dễ ăn hơn vì cái này mình bắt hai cầu ở giữa hoặc là hai cầu hai bên là toàn ăn rồi. Đấy, anh em được bắt siêu xe rồi, bây giờ mình sẽ ra rồi mình chơi siêu xe tiếp anh em nhé. Bây giờ mình sẽ vào siêu xe mình chơi tiếp. Bây giờ lên hai cụ rồi anh em này, 2 lít lên hai cụ đấy nhá, x10 vốn rồi anh em. Đấy, kiếm vài củ là ngon anh em ạ. Để xem cầu nào. Rồi, ra cầu giữa nha anh em. Anh em nhớ là anh em phải bắt cầu giữa hai, một là hai cầu giữa, hai là cầu mắt đa với con BMW nhá. Đừng có bắt siêu xe làm gì anh em, tốn. Đấy, bây giờ mình nhận ra rằng là anh em ạ, bây giờ mình sẽ chơi mỗi con 5 lít ở giữa nhá. Anh em thấy ở bên dưới hai mắt đa xong, bấy nó ra hai con ở giữa này. Bây giờ nó ra cầu 11 anh em này. Bây giờ nó ra cầu 11 cho mà xem. 11 xong rồi bây giờ nó sẽ nằm tiếp hai cầu giữa này. Ôi đúng cầu 11 luôn anh em. Cay chưa, cay chưa? Mình tưởng mẹ mình nhầm anh em, mình nói nhầm anh em ạ, à. Xin lỗi anh em. Mình nói nhầm. Ôi mình bảo 11 mà mình theo hai con ở giữa anh em. Cay thế nhỉ. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cầu hai bên nhá. Đấy, bắt BMW với Mazda nhá. Bỏ hai con giữa đi. Nãy mình nhìn theo hai con hai bên là mình quên anh em, mình nhìn nhầm cầu ấy này. Đấy, vì Mazda tiếp này. Trời ơi, anh em nào mới xem mình là đầu thì nhớ đăng ký ấn chuông thông báo để khi nào mình lên video anh em vào để nhận code nhá. Đấy, anh em vào sớm mình nhận code anh em nhá. Đấy, anh em muốn vào sớm thì anh em phải đăng ký ấn chuông thông báo để khi nào mình lên video sẽ có thông báo cho anh em nhá. Rồi bây giờ mình nãy mình lên cho anh em một cái code rồi, bây giờ mình sẽ lên cho em thêm cái code nữa này. Đây, anh em có thể nhập nhá. Anh em có thể nhập mỗi video mình sẽ cho anh em hai code với một cái thẻ cào 20k. Đây anh em nào may mắn thì sẽ nhận được nha. Ôi ăn tiếp 7 lít này. Sướng chưa? Ăn tiếp 7 lít này. 7 lít mốt này. Là lên 4 cụ tư này, 4 cụ rưỡi rồi anh em. Đó. Còn anh em nào mà chưa tải game mình nhanh tay lấy cái đường link mình tải để dưới, mình ghi dưới phần bình luận nhá. Tải về sau ngày mai mình lên video khác anh em có thể nhập này. Anh em có thể nhập hàng ngày nhá. Bây giờ mình bắt mỗi con 2 lít nữa anh em. Bắt một con 2 lít rưỡi nữa này. Đấy, mình tin là phát này nó vẫn ra cầu hai bên tiếp anh em. Ui ra Mazda rồi kìa. Trời ơi, có một một Mazda với BMW này.
Trời ơi, lên 5 cụ rồi anh em. Bây giờ mình sẽ ra mình vào lại phát cho nó may mắn nhá. Bây giờ đang đỏ thì mình ra mình vào lại, không biết có còn cầu này nữa không. Để mình ra mình vào lại xem cầu. Ôi cầu khác rồi anh em, cầu khác rồi. Đây, nó đổi cầu cho phát rồi. Ra hai siêu xe với BMW rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt một phát này. Thôi ráng lên 1-2 củ nữa rồi nghỉ anh em. Đấy 42 lít thế này là ngon lắm rồi anh em. Đấy mỗi hôm mình sẽ lên 3 video 3 kênh khác nhau. Đấy anh em nào mà muốn nhận cốt thì cứ vào mình nhá. Mỗi video 2 cốt với một cái thẻ cào 20k. Đó bây giờ mình sẽ bắt cầu hai bên này. Mình sẽ bịt BMW với Mazda tiếp nhá. Ui rồi 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 Mazda rồi anh em. Mazda 1 triệu rưỡi này. 1 triệu rưỡi Mazda này. Trời ơi, lên 9 củ tư rồi anh em. Thôi ráng ráng làm phát cho lên 10 củ nữa rồi nghỉ anh em nhé. Nghỉ ra phát phát random cho anh em. Đấy, mình sẽ nghỉ ra quay random phát lọc cho anh em này. Đấy, bây giờ mình sẽ chơi hết số lẻ nhá. Nếu mà ăn thì cũng lên tròn 10 củ luôn. Mà mất thì mình đánh tiếp nhá. Ăn lên 10 củ rồi mình nghỉ. Rồi rồi, ăn tiếp, ăn tiếp. Ăn thông luôn anh em, ăn thông 3 cầu luôn, 2-3 cầu luôn. Rồi, lên tròn 10 củ này. 10 củ 100 nhá, 25k là chốt lãi 10 củ nhá. Còn bây giờ mình sẽ ra quay random phát thẻ cào 20k cho anh em. Anh em nhớ để ý nhá, anh em nào mà súng nhớ inbox Zalo cho mình để nhận thẻ cào 20k nhá. Đấy bây giờ mình sẽ quay random, mình sẽ lấy cái link video ngày hôm qua nhá. Đấy cái link video ngày hôm qua này, mình sẽ sao chép rồi mình sẽ quay random. Mình phát một cái thẻ cào 20k cho bạn nào may mắn nhất trong cái buổi video này. Đấy còn bây giờ chắc mình dừng video tại thôi anh em nhá. Đấy, cảm ơn tất cả anh em nhiều. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ, may mắn nha. Ok, chúc mừng Hoàng Quỳnh nhá. Nhớ inbox mình để nhận thẻ cào 20k nhá. Bye bye anh em.